Trăm mấy? 200 ai mua? 200 là về cái xấu à. Ê, uống sữa nha. Trăm cái gì rỉ quá. Trăm gì rỉ không hai nữa. Ai mua? Có người mua không? Đó mấy người hỏi là mình mẫu dê của mình ít quá. Này, cái này mẫu dê nhiều nhiều cho nó dễ sao? Hảo Hảo, sao con sóc nó ăn chuối nè? Con sóc nó ăn chuối nè. Dạ. Con sóc mà ăn chuối nè. Ôi trời ơi, xin má. Sóc con dễ thương thiệt á.
Thế ăn rồi. À, rồi từ 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 để cho nó ăn hay đừng. Không phải con gái cho nó. Thôi để cho nó ăn để. Sao nó thích ăn chuối vậy? Thôi. Đẹp quá. Hay quá. Dễ thương, nó dễ thương quá. Nó biết ăn rồi. Chắc mình sẽ nuôi sống nó được đây. À, ủa sao cho các kim chích sữa này vậy? Cho sữa nó uống. Thôi đâu đâu đâu, để nó cho nó ăn chuối rồi. Gì dễ thương chưa? Dạ, cho con rời vào bụng nó. Quên. Để cho nó ăn, để cho nó ăn từ từ, để cho nó ăn. Đừng. Nó biết ăn rồi á, sóc con. Tí tí. Đăng video này lên chắc hay không? Mấy người thích yên trời? Không biết. Nếu đăng video người ta thích là người ta bấm vào nút này, nếu không người ta bấm vào nút xuống. Đúng rồi. Ừ, đói à. Ăn nhiệt tình quá. Ừ. Ghê quá. Ai mà dám ăn cái đó. Hey, hey, mình đã có thú nuôi rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà mình... Ủa sao dường trật có gà rồi mà. Thì mình nuôi. Mình thích con gì đó mình nuôi. Tại con kia lại cho nó. Ê, nó đang ăn. Để. Dính lông. Đây, ăn đi, ăn nữa đi. Ăn nữa đi, cậu bé, ăn nữa đi. Không nha, không chịu ăn nữa đâu. Cho nó nghỉ. Ê, đừng cho nó ăn dưa thun. Nè, chuối nè. Chuối nó không thích ăn nữa đâu. Ý, cắn tay tao mày. Gì, lanh à, ăn được lanh à. Nè. Này chú này, cầm. Nó không thích ăn nữa đâu. Ăn chứ. Dễ thương quá. Cho nó, ủa sao anh trực cái cây kim sữa này cho nó đi. Trực lên bơm sữa cho nó uống á. Ủa, anh trực mua ở đâu vậy? Ở trong tủ thuốc của nhà mình đó. À, phải rồi. Tủ thuốc của nhà mình ở bên kia. Ủa sao mình không dán hai ban kiều nó dán hai cái dấu cộng như cái y tế á. Quay phim đây. Tại mình không thích. Thích mình không dán thôi. Còn ăn ở đây nè, dơ quá, mà ăn dơ quá. Nó định thay vô tổ nó sao á. Wow, nó dính chặt đi. Dạ, dơ quá. Con phải bắt nó. Đừng nắm đuôi nó, đừng nắm đuôi nó. Đặc biệt đừng bắt nhị thôi, đừng nắm đuôi nó. Sóc là đừng có nắm đuôi nó. Là nó rớt cái đuôi nó mất đẹp. Ô, nó cắn đầu quá. Đừng có cắn tay tao mày. Đừng có giật nó là nó sợ, nó không sợ. Được không? Bỏ qua đây. Ủa sao nó cắn tay con đâu vậy? Nó cạp á, nó đừng ăn á. Đừng giật bé chú chú. Con biết. Lấy cho nó miếng bánh, một miếng bánh thử này không? Nè, miếng bánh nè. Chuối nè. Từ, nhẹ thôi. Để xuống cho nó ăn đi. Để xuống cho nó ăn. Đây đó, để trước mặt nó. Để trước mặt, ở bên đây nè. Nó đang sợ. Thôi mình tránh ra cho nó ăn. Mình đang thích nghi với môi trường. Con thích chú sóc này quá. Lạ, lên tay tao. Lạ. Được không? Ê, đừng có bóp cái gì. Dạ. Nó rất là nhỏ nên con đừng có bóp cái gì. Ủa còn người lớn. Nó nhỏ mà con bóp vậy nó xì lại nó. Nó tịt bò. Chứ sao tao phải nghiêm. Đừng quay cho. À, chẳng tao. Gì thế giờ, thế giờ, vui chưa? Ý, lọc chân nó coi, chân nó chuối à. Ý, ăn chùm mũi lên, nó chùm miệng nè, thấy không? Thôi, con quay gần hơn nè. Chị chút, ha, con quay gần hơn, nhìn mặt nó. Ồ, nó đang bu lên mình nhìn chật. Ồ, nó bu lên, đừng để cho nó bu lên. Thôi, được rồi, nó ị vô, dữ đó. Đi, ra đây, chờ lên gói, chồng vô chuồng. À, cho con thử cầm nó. Cầm cái gối thôi, đừng có cầm ở mình á. Cầm cái gối, tôi được cầm thề cho tới bàn tay rồi nó. Vậy thôi. Còn chịu cầm người nó. Nó, để lấy cái lòng thôi.